Giá heo hơi hôm nay mùng 1 tháng 2 năm 2023 tăng giảm không đồng nhất một số tỉnh, thành giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc không chứng kiến biến động mới về giá. Hiện tại, mức giao dịch heo hơi thấp nhất là 51.000 đồng trên kg, được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Trong khi đó, thương lái tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình hiện đang cùng thu mua heo hơi ở ngưỡng 53.000 đồng trên kg. Các tỉnh thành còn lại vẫn duy trì giao dịch ổn định ở mức 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đứng yên. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang. Trong đó, heo hơi tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận tiếp tục được thu mua với giá cao nhất là 54.000 đồng trên kg. Thấp hơn một giá ở mức 53.000 đồng trên kg, tiếp tục được chứng kiến tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Nam. Thương lái tại các tỉnh còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng giảm không đồng nhất. Tại miền Nam, giá heo hơi biến động trái chiều, mức điều chỉnh 1.000 đồng trên kg. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ một giá, heo hơi tại Trà Vinh và Bến Tre đang được giao dịch với giá 52.000 đồng trên kg, cùng với Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Hậu Giang và Tiền Giang. 52.000 đồng trên kg cũng là mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con.